Thưa quý vị, sau một ngày thời tiết tạnh giáo thì mưa sẽ quay trở lại khu vực miền Trung. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày 6 tháng 4, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi lên trên 250mm. Cụ thể, rạng sáng ngày 4 đến ngày 5 tháng 4, ở Đà Nẵng đến Quảng Nam, mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. Quảng Ngãi đến Bình Định, mưa 100-200mm, có nơi trên 250mm. Từ đêm nay đến ngày 6 tháng 4, các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa, mưa từ 100-180mm, có nơi trên 200mm. Thời tiết diễn biến chuyển xấu. Sáng nay ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Từ trưa gió giảm dần, sóng biển cao từ 2-3m. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3-5m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Trong khi đó, thời tiết tại miền Bắc hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh, trời oi nóng.